Xin chào các bạn, hôm nay blog trị bệnh sẽ giới thiệu tới các bạn loại thuốc Acneparin. Tác dụng của Acneparin là gì? Acneparin là một thuốc chống đông máu. Acneparin ngăn ngừa sự hình thành các khối máu đông. Acneparin được sử dụng để ngăn chặn sự hình thành khối máu đông sau phẫu thuật thay thế đầu gối. Acneparin cũng có thể được sử dụng cho các mục đích khác. Bạn uống Acneparin như thế nào? Sử dụng Acneparin đúng theo chỉ dẫn của bác sĩ. Nếu bạn không hiểu những hướng dẫn này, hãy hỏi bác sĩ, y tá hoặc dược sĩ để được giải thích. Acneparin được sử dụng dưới dạng tiêm dưới da. Không dùng thuốc này để tiêm bắp, tiêm vào một cơ bắp hoặc tiêm tĩnh mạch. Bác sĩ hoặc y tá của bạn sẽ hướng dẫn chi tiết cho bạn về cách tiêm Acneparin. Thuốc có thể được tiêm vào vùng mỡ ở bụng, không tiêm vào rốn, vùng bên ngoài trên cánh tay hay đùi ngoài. Thực hiện theo hướng dẫn của bác sĩ, ngồi hoặc nằm xuống trước khi được tiêm. Kéo một nếp da và đưa kim hoàn toàn vào nơi gấp da ở một góc 45 đến 90 độ trước khi tiêm thuốc. Kéo piston trở lại một chút để chắc chắn rằng không có máu chạm vào ống tiêm. Điều này sẽ đảm bảo rằng kim không chạm vào tĩnh mạch hoặc động mạch. Tiếp tục bóp chặt da cho đến khi tiêm xong để giảm bớt bầm tím, không trà sát khu vực sau khi tiêm thuốc. Không dùng thuốc nếu thuốc bị đổi màu hoặc có hạt trong đó, không được ngưng dùng thuốc mà không hỏi ý kiến bác sĩ. Bạn bảo quản Acneparin như thế nào? Bảo quản ở ngăn mát, tủ lạnh, tránh ẩm, tránh ánh sáng. Không bảo quản trong phòng tắm, không bảo quản trong ngăn đá. Mỗi loại thuốc có thể có các phương pháp bảo quản khác nhau. Đọc kỹ hướng dẫn bảo quản trên bao bì hoặc hỏi dược sĩ. Giữ thuốc tránh xa tầm tay trẻ em và thú nuôi. Không vứt thuốc vào toilet hoặc đường ống dẫn nước trừ khi có yêu cầu. Vứt thuốc đúng cách khi thuốc quá hạn hoặc không thể sử dụng. Tham khảo ý kiến dược sĩ hoặc công ty xử lý rác thải địa phương về cách tiêu hủy thuốc an toàn. Liều dùng, những thông tin được cung cấp không thể thay thế cho lời khuyên của các chuyên viên y tế. Hãy luôn tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ trước khi quyết định dùng thuốc. Liều dùng Acneparin cho người lớn là gì? Liều dùng thông thường cho người lớn điều trị dự phòng huyết khối tĩnh mạch sâu, người lớn. Ban đầu tiêm dưới da 50 IU/kg sau phẫu thuật, sau đó 50 IU/kg 2 lần một ngày trong 14 ngày sau khi phẫu thuật hoặc cho đến khi có thể đi lại bình thường. Liều dùng Acneparin cho trẻ em là gì? Liều dùng cho trẻ em vẫn chưa được nghiên cứu và quyết định. Hãy hỏi ý kiến bác sĩ nếu bạn định dùng thuốc này cho trẻ. Acneparin có những hàm lượng nào? Tiêm dưới da 5.000 đơn vị mỗi 0,5ml, 0,000 đơn vị mỗi 0,5ml. Tác dụng phụ, bạn sẽ gặp tác dụng phụ nào khi dùng Acneparin? Nếu bạn gặp bất kỳ tác dụng phụ nghiêm trọng sau đây, ngừng sử dụng Acneparin và gọi cho bác sĩ ngay lập tức. Phản ứng dị ứng, khó thở, cổ họng khép, sưng môi, lưỡi, hoặc mặt, hoặc phát ban, xuất huyết kéo dài hoặc không rõ nguyên nhân. Đau, nóng, hoặc đỏ ở một cánh tay hoặc chân, hoặc khó thở, có thể do khối máu đông, loét tại chỗ tiêm. Tác dụng phụ ít nghiêm trọng khác có thể xảy ra, vẫn tiếp tục sử dụng Acneparin, nhưng nên thông báo cho bác sĩ của bạn nếu bạn có mắc phải. Đau nhẹ, đỏ hoặc cảm thấy ấm nóng tại chỗ tiêm, nổi mẩn hoặc ngứa, sốt, buồn nôn. Không phải ai cũng biểu hiện các tác dụng phụ như trên, có thể có các tác dụng phụ khác không được đề cập. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về các tác dụng phụ, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ. Thận trọng cảnh báo, trước khi dùng Acneparin bạn nên biết những gì. Trước khi sử dụng Acneparin, bạn nên nói với bác sĩ và dược sĩ của bạn nếu bạn bị dị ứng với Acneparin hay bất kỳ loại thuốc khác. Nói với bác sĩ và dược sĩ biết những loại thuốc mà bạn đang dùng, bao gồm cả thuốc bổ. Nói với bác sĩ nếu bạn đang mang thai, dự định có thai hoặc đang cho con bú. Nói với bác sĩ nếu bạn có nồng độ tiểu cầu trong máu thấp, chảy máu không thể cầm, bị dị ứng với các sản phẩm từ thịt lợn hoặc không thể có xét nghiệm máu được thực hiện chính xác trước và trong khi dùng thuốc. Những điều cần lưu ý nếu bạn đang mang thai hoặc cho con bú, vẫn chưa có đầy đủ các nghiên cứu để xác định rủi ro khi dùng thuốc này trong thời kỳ mang thai hoặc cho con bú. Trước khi dùng thuốc, hãy luôn hỏi ý kiến bác sĩ để cân nhắc giữa lợi ích và nguy cơ. Thuốc này thuộc nhóm thuốc C đối với thai kỳ. Ghi chú, phân loại thuốc dùng cho phụ nữ có thai: A bằng không có nguy cơ, B bằng không có nguy cơ trong vài nghiên cứu, C bằng có thể có nguy cơ, D bằng có bằng chứng về nguy cơ, X bằng chống chỉ định, N bằng vẫn chưa biết. Tương tác thuốc Acneparin có thể tương tác với thuốc nào? Tương tác thuốc có thể làm thay đổi khả năng hoạt động của thuốc hoặc gia tăng ảnh hưởng của các tác dụng phụ. Tài liệu này không bao gồm đầy đủ các tương tác thuốc có thể xảy ra. Hãy viết một danh sách những thuốc bạn đang dùng, bao gồm thuốc được kê toa, không kê toa và thực phẩm chức năng, và cho bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn xem. Không được tự ý dùng thuốc, ngưng hoặc thay đổi liều lượng của thuốc mà không có sự cho phép của bác sĩ. Đừng dùng Acneparin với bất kỳ các loại thuốc sau đây mà không hỏi ý kiến bác sĩ: Aspirin, Ibuprofen, Motin, Advil, Nupren, Ketoprofen, Orudis, KT, Orudis, Oruvel, Naproxen, Alip, Naproxen, Anaprox,
Indomethacin, Indocin, Diclofenac, Cataflam, Volterin, Etodolac, Lodin, Phenoprofen, Nanfong, Flurbiprofen, Anset, Ketorolac, TOR-ADOL, Nabumeton, IELAFEN, Osaprozin, Dapro, Piroxicam, Felden, Sulindac, Linorin, Tolmetin, Mitolectin, hoặc bất kỳ loại thuốc kháng viêm không steroid khác Warfarin, Coumadin, Aspirin và Dipiridamole, Agrinox, Ticlopidine, Ticlit hoặc Clopidogrel, Plavix, Dipiridamole, Percantin. Thức ăn và rượu bia có ảnh hưởng tới Acneparin không? Những loại thuốc nhất định không được dùng trong bữa ăn hoặc cùng lúc với những loại thức ăn nhất định vì có thể xảy ra tương tác. Rượu và thuốc lá cũng có thể tương tác với vài loại thuốc nhất định. Hãy tham khảo ý kiến chuyên gia sức khỏe của bạn về việc uống thuốc cùng thức ăn. Rượu và thuốc lá, tình trạng sức khỏe nào ảnh hưởng đến Acneparin? Tình trạng sức khỏe của bạn có thể ảnh hưởng đến việc sử dụng thuốc này. Báo cho bác sĩ biết nếu bạn có bất kỳ vấn đề sức khỏe nào, đặc biệt là viêm màng trong tim do vi khuẩn, tăng huyết áp vẫn chưa kiểm soát cần phải phẫu thuật, dễ chảy máu hoặc bị rối loạn về máu, loét dạ dày, vấn đề về mắt do bệnh tiểu đường hoặc tăng huyết áp, bệnh gan, bệnh thận. Khẩn cấp quá liều, bạn nên làm gì trong trường hợp khẩn cấp hoặc dùng quá liều trong trường hợp khẩn cấp hoặc quá liều? Gọi ngay cho trung tâm cấp cứu 115 hoặc đến trạm y tế địa phương gần nhất. Các triệu chứng của quá liều bao gồm chảy máu bất thường từ các vết thương hoặc vị trí tiêm, chảy máu cam, phân đen hoặc có máu, máu trong nước tiểu, bầm tím hoặc rễ chảy máu. Bạn nên làm gì nếu bạn quên một liều? Nếu bạn quên dùng một liều thuốc, hãy uống càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, nếu gần với liều kế tiếp, hãy bỏ qua liều đã quên và uống liều kế tiếp vào thời điểm như kế hoạch, không uống gấp đôi liều đã quy định. Blog trị bệnh chúc các bạn luôn khỏe mạnh để không phải sử dụng đến thuốc. Vui lòng đăng ký theo dõi kênh để cập nhật những thông tin mới nhất từ chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.